xìn này bao nhiêu lần à? Lái lá chuối của mình đã giới không tới cây chuối rồi, về rửa lá chuối cũng không có bao giờ mà ông hùng vốn được gì. Bởi ông này ông keo kiệt dễ sợ mà không bao giờ mà ông mất ý tôi. Bây giờ vậy gì phá nhà vậy? Bà Tru tréo tôi đó, công tác kè Nam Phi. Ông là chắc kè đổi màu, năm nào là gói bánh cũng không bao giờ thấy bản mặt ông tới trơn. Ai nói không có. Bà làm gì vậy? Tôi trễ có 1 tiếng rưỡi, bà làm gì mà chửi tôi vậy? Trời ơi, tôi đem qua đồ là tôi góp cho bà nè, chứ bà đừng có tru tôi. Bà nói là tôi không có đóng góp gì cho cái việc bà gói bánh chưng của bà. Đây. Đâu cái gì? Đây, dây lạc nè. Cái gì? Trời ơi, ông cả keo kiệt dễ sợ, quen với ông mấy chục năm luôn. Bởi vì ngày xưa tôi không lấy ông là đúng rồi. Gì? Mới nói gì vậy? Mới nói gì nghe lùn một lỗ tai mất cước lái ra nghe lợi nè. Ông keo kiệt có, bởi vì ngày xưa tôi không lấy ông là đúng rồi. Trời ơi, bà dám nói hồi xưa bà ông lấy tôi là đúng rồi nha. Tôi nhớ tôi là người từ chối tình cảm của bà. Trời, có già không có nết không? Tự nhiên đứng lại không vậy đó hả? Ngày xưa có mất nết của ông á, tôi ghét, tôi không thèm lấy á. Nhìn cái tướng con khúc, ghét, không thèm lấy. Thôi, con đừng xạo nữa, ta đi đây. Sao bà lấy Trường Giang cao quá ha. Rồi hai người lấy nhau xong đẻ ra đứa con chứ cũng cao à. Cao sống cao. Con bà Lai. Anh Đức. Trời ơi, cao quá. Chứ ông chê tôi, ông chê tôi là tưởng sao? Ông lấy ai? Trời đất, tôi chê bà là tại vì cái gương mặt bà là gương mặt không có tự nhiên. Rồi ông lấy ai? Lấy ai? Lấy cái người đẹp tự nhiên. Ai vậy? Lê Giang. Trời ơi, tôi nói nghe muốn trụ. Ông đẻ ra nhỏ gái ông tên gì quên rồi? Lê Lộc. Lộc thì có luôn đi, Lê Lết mới có Lộc. Đặt tên là nghe thấy ghét rồi hả? Cái gì? Người ta Lê Lết mới có Lộc. Cái Lộc đó là cái Lộc mà nó có, mà nó lê từ năm này qua năm khác. Cái ý của người ta làm vậy. Bà đó, ha, một cái người phụ nữ mà ta nói nó dữ như quỷ vậy, hỏi đàn ông nào mà chịu. Trời đất ơi. Ông đừng có xạo, tôi dữ nào. Ngày bà xưa không ấy... những là bà dữ mà bà không có nữ công gia chánh gì trơn. Biểu gói cái bánh tét. Để tới ngày thì cúng ông bà. Cô cái bánh tét, gói, buộc, làm cái ghê, thả vô con nồi nấu chừng 5 phút, mở ra, nó rã ra như nồi cháo. Thì ông nói bánh gì? Bánh tét. Thì tôi nấu sao, nó phải tét lét ra nó mới được chứ. Thì bánh tét. Bởi vậy nè, mấy chục năm rồi bây giờ, ông không có vợ, tôi không có chồng. Mà tôi vẫn qua đây, tôi nhờ ông gói bánh chưng giùm. Là tại vì sao? Ông gói bánh chưng đẹp. Thì bánh chưng là để làm gì? Để chưng. Để chưng thì tất nhiên phải đẹp rồi, ông gói rồi, còn bánh tét của tôi. Sao bà ngang ngược với bà? Ngang ngược cái gì? Tôi nói thiệt với ông, ngày xưa ông không lấy tôi là đúng rồi. Tại vì tôi không thể nào chấp nhận một người ngang ngược với ông hết trơn á. Tôi hát hay vậy. Cái ông nói chứ bà hát dở ẹt à. Tôi lấy Lê Giang hát cái lương hay. Ủa, bà hát hay không? Hát hay xong hay. Bà ca thử câu đi. Trời ơi, xin lỗi. Tôi đi bằng đầu nè. Trộn gan dễ sợ. Ra bà ca đi. Ông đi bằng đầu phải không? Tôi đi bằng đầu cho bà coi. Đã bao lâu rồi bà năm bà đi công về. Đã bao lâu rồi bà. Cái thái độ ông nghe nhạc vậy là không được nha. Không phải thái độ nghe nhạc mà bên dưới sửng sốt. Làm gì sửng sốt? Đây bà con hai họ tôi coi, bây giờ người ta vỗ tay là ông phải đi bằng đầu đó. Đi đầu lên đây, gói bánh tét bánh chưng cho tôi. Đi bằng đầu thì đi bằng đầu, dễ dàng thôi. Hãy xuống đây. Trời ơi, trời ơi, đá, trời gãi xuống bây giờ. Thôi, bỏ đi, ghê quá. Tôi đi được. Tôi đi được. Đây, tôi đi được bằng đầu đây. Mà sao nó không lên thôi? Trời ơi, giác thúc rồi. Không sao, tôi vẫn còn xong. Bây giờ kỳ này. Đây, hãy nhìn đây. Đây là gạo đúng không? Ây da, chua chà. Đây là đậu xanh đúng không? Ừ. Rồi. Nè. Ngồi lựa gạo ra gạo, đậu xanh ra đậu xanh, lựa xong rồi gói. Ôi, công nhận luôn nha. Hồi trẻ đẹp trai dễ sợ luôn á. Giờ về già coi kìa, để tóc y như mẹ cám vậy đó. Trời ơi, ý là tôi nói bà dễ thương như của tắm, ông muốn gì nữa. Không hiểu ý người ta còn chữ nữa. Nói dẹp đi ông ơi, ông giờ hết cơ hội cưa tôi rồi. Với ai mới cưa được bà? Mới có 1 năm bỏ tôi lấy cho Trường Giang. Tưởng gì? Giang thiệt là Giang. Chắc ông lấy Lê Giang, không có Giang thiệt là Giang. Mà nghĩ sao vậy? Bà đã lùn thì bà phải lấy người nào cao cao, lấy Đôn Nguyễn. Nghĩ sao bà lấy người vậy? Chú Duyên, tôi là tại vì ngày xưa tôi thích Trấn Thành. Cái gì? Mà tại ông không chịu lấy tôi, cho nên tôi giận tôi lấy Trường Giang. Vậy thôi giờ ông gói bánh rồi ha. Vậy là mấy cái này để đây cho tôi tập thôi. Vậy thôi ông ngồi ông canh chừng cho tôi tắm một cái nha. Thôi có nước nè, sẵn có cái ấy đây nè, tôi ngồi đây tôi tắm một cái.
Gì? Bà đừng đó giờ bà định khỏa thân vì môi trường nha. Không có. Thôi, bỏ đó, dễ quá. Tôi hỏi bà kìa. Cái gì? Tại sao con bà không về thăm bà mà coi đánh trống lảng hoài, bà đừng có sầu sạo. Thì con tôi làm chức vụ mà, giám đốc công ty spa. Cái thằng anh Đức mà làm bên spa hả? Da mặt nó đẹp mà. Thái độ không là gì vậy? Trời ơi, da mặt của con tôi mà nó mịn, tao nói như vậy da lưng con nít đó. Con tôi nè. Con không làm gì, tại nó cũng có về đâu. Tại vì con tôi nó bận hơn con bà đâu về được. À, con Lê Lộc quá hả? Lê Lộc quá, nó bán ổn áp kế bên cái trụ điện của trung tâm điện lực. Ồ. Vậy là làm ăn lớn không? Mà chưa đâu, nó sao? Còn làm điện lực, nó làm trong nội thành. Còn ngoại thành mấy chỗ quốc lộ mà biết không? Có làm gì mà đó? Mà có đi xe đò mà giống như là chuyến Bắc Nam rồi dừng chạm ăn uống rồi không? Có. Một mình nó là nó thầu cơm tấm nguyên cái quốc lộ. Nó bán cơm tấm hả? Bạn đặt lắm, một ngày nướng 19 kg thịt. Hai con đứng nướng thịt vậy nè, khối bốc lên ngay ngút, đứng nướng 7 năm đối diện nhau mà không ai biết mặt ai hết á. Má ơi! Đó đó, con trai tôi rồi, đó rồi. Má ơi, thằng nhỏ nó có cái da mặt mịn như da lưng em bé. Má! Cái gì con? Trời ơi! Trời ơi, chào chú xìm chưa con? Chào chú! Ủa, bà Hương? Hả? Này là thằng chúa tể làng da mỏng của bà đó hả? Đúng rồi, nó là spa đó. Thằng này mà tôi không biết, tôi tưởng nó bán cơm trái nướng. Cái spa của con có slogan đàng hoàng nha. Đó. Slogan gì? Ngày xưa sắc đẹp trời cho, ngày nay sắc đẹp là do người làm. Bởi vậy giám đốc công ty nó có khác. Công nghệ của con là bây giờ nước ngoài không nha, công nghệ Hàn Quốc. Vậy người mẫu đại diện cho cái spa con là ai biết không? Ai? Harry Won. Rồi. Con vô cổng, con rửa mặt cái con soạn quà đó cho má. Rồi, đúng rồi. Chút má vô cho má coi để đi, người ta coi, người ta ganh tị. Còn con ông ta nó không cho ông. Lát về có. Bao giờ nó mới về? Con vô nhà, con rửa mặt, con đợi hồi má vô, con lấy quà cho má nha. Ừ. Về tới đâu làm con chim sáo nhỏ. Trời ơi, con chim sáo nhỏ. Ba không giống như bà Hương đâu. Bà nghĩ sao? Mình trời ơi. Giống két con ơi, con. Dạ. Con nãy vô trong trúng trung tâm của ba rồi con ơi. Dạ, chết rồi, giờ sao ba? Mày lấy cái chân ra để tao lấy tao ra chứ. Mày đẩy. Mày đẩy ra coi. Dạ. Rồi. Trời ơi. Nó thả ra cái là bà phồn vinh quá. Bà phồn vinh quá. Cái gì? Bà đại nó nói nó con chim, tôi hết hồn luôn, nhìn lên rồi ơi. Mày tán con không hiểu luôn nè. Két kìa đó. Này ba có biết con nhớ ba nhiều lắm. Bớ hát rồi con. Tôi bám đi đâu mà chạy dữ vậy ba? Ba làm cái gì? Hồi xưa ba làm cái hãng gỗ, sao bà bào thế ghê. Có tại vì tôi dai gì vậy lớn, định ngồi đúng vị trí để mà thổi lời với nó. Mẹ mất hết à. Mà lên hoài không được. Không lên được. Tức quá. Đời mà suy sụp quá. Không phải ông. Sao? Mà ông thấy ông ta nhìn dưới lên, chẳng lẽ nhỏ nó ngồi trên mâm trên, mình ngồi dưới đâu có được. Gái ơi, mày bận đầm xè nữa rồi gái ơi. Mày đứng từ trên mày xả xuống thôi, tao khó quá. Có nghe nè. Dạ. Mày dám bò lên. Ừ, mày là phải ngồi dưới đây, còn tụi tao là già lớn tuổi ngồi mâm trên chứ mày dạ, ngồi trên. Không có tụt mày xe mày phàn. Trời đất ơi. Trời ơi. Thiệt. Nó ghim thẳng xuống luôn á. Con, dạ. Mấy hôm nay trên thành phố làm gì ngon lành kể về Hương nghe. Trời ơi, con nói ha, dì Tám ha. Tao nói con bán bình ổn áp mà nó đắt như tôm tươi vậy đó. Tới tiệm con ha là tao nắm ổn áp tao chạy. Nắm ổn áp chạy là không kịp lựa luôn đó. Có bữa nắm lộn cái đầu con với bộ. Cái gì vậy? Con gái, dạ. Rửa mặt đi đồ lát nữa ba làm bánh chưng cho ăn. Dạ, con vô nha. Đi đi. Dạ. Gì vậy, đẹp bô hả má? Hả? Bà nẹt bô hả? Bà làm gì vậy? Lên đi bé. Ừ, đó. Bà yên tâm, đã có chống xe an toàn. Bây giờ tụi bạn nghe nè. Bây giờ mình đãi. Phải cho hàng xóm biết là con mình là vinh hiển từ Sài Gòn trở về, nó lập nghiệp mấy năm bây giờ nó ngon là. Con tôi giám đốc spa mà. Đi. Đãi, phải đãi lớn. Thôi dép tôi không có trơn. Thôi bà ngon bà tự đi đi. Ừ bà thôi ngang. Ừ đó nghe thôi ngang. Ừ đó. Đi là phải đãi chung chứ. Trời ơi vừa mới vô nữa mà đứa nào ăn cắp đôi dài rồi. Trời ơi gì vậy hả? Gì vậy? Khỏe không anh? Khỏe gì? Mẹ
Bữa nay cũng dám giác mặt về quê rồi ha. Về chứ, phải về thăm ba tôi chứ. Em á, dắt chanh bỏ vỏ. Ơi cái gì? Tham phú phụ bần. Hồi xưa ha, hai đứa nói là lên Sài Gòn để mà hùng tiền đưa cho tôi, hay là tôi đi làm ăn ở nhà. Em nói gì? Anh hãy cứ yên tâm công tác, em chung thủy sắc son một lòng. Đó, rồi thấy tôi làm banh, về đi cặp người khác, bỏ tôi. Em biết gì trơn, em biết gì trơn, nó dụ em. Ở với thằng đó bị nó dụ hết rồi, bây giờ về đừng có nổ đi nha. Ai mà thèm nổ đỡ hơn mấy người à. Cái gì? Làm gì? À, giám đốc xì ba hả? Chứ sao? Trời ơi, ghê. Tôi làm xì ba đàng hoàng nha, còn đỡ mấy người nha. Đừng có ỷ đem cái gương mặt mình ra giống ổn áp để muốn nói gì nói nha. Chứ sao? Thì tôi có làm thiệt chứ bộ, mà giờ nó thất bại thôi. Thất bại có gì? Tôi muốn đâu hả? Thời thế nó thất thời thôi chứ bộ. Ha, thời thế thất thời hả? Bây giờ lên đứng ngồi trên đầu ta nói chuyện hả? Trên ngon, đầu gì? Con xuống đây nói chuyện nè. Ê, trời ơi, tôi đập xè nha. Đó. Đó. Ê, cái gì á? Cái gì á? Kéo lại vô. Trời ơi, tao không biết thôi nha. Chú Duyên à, ghét mấy người vậy á, bởi vậy không yêu là đúng rồi. Ai thèm? Cái đồ thất bại. Cái đồ thất vọng. Cái đời của tôi với ông gây lộn, bây giờ qua đời hai đứa con mình mà nó cũng gây lộn. Nhưng mà tôi thấy nó gây cái gì của chúng chúng không? Sao con ông chửi con tôi thất bại vậy? Sao mày chửi con gái tao quá mày? Dạ. Cái thằng da mặt mịn. Thì con có sao nói vậy thôi. Mày nói gì con gái tao, mày nói là tao nghe. Mày đặt nói gì? Làm gì? Vì giám đốc hãng ổn áp hả? Ờ. Trời ơi, đừng thấy cái mặt mịn vậy rồi quy chụp vô sản phẩm nha. Chứ cái mặt mày nó quy chụp được hả? Hả? Chứ gái anh trai tôi bị vậy. Ờ, chứ hả? Vô nhiên hả? Tự nhiên cái xả anh trai ta hả? Mới ra đây nói chuyện rồi mà. Bộ con trai tôi không có đại diện gương mặt được sao? Nó không làm bên xì ba thì làm bên xì má. Bảo nãy nhìn thấy mặt con tôi là cái má ơi. Con dướng cái này. Gặp nó hốt hoảng liền. Bị con tôi đẹp quá mà làm gì làm được. Ờ, con bà là lấy mẹ nó không được giờ chê con hả? Mà cô làm gì cô chửi con tôi? Con tôi làm gì thất bại? Làm sao? Nói sự thật cho ba nghe, cho ba sợ. Con cô á không phải là chủ cả gì hết trơn á. Làm đầy tớ thôi. Đi nặng mụn cho người ta chứ gì làm xì ba. Mày nói bậy bạ. Trời ơi. Mặt mày mà đi nặng mụn cho người ta hả? Tôi làm xì ba đàng hoàng á. Xì ba gì? Tôi làm gì giữ xe ở xì ba. Nói nặng bụng là phải rồi. Mà giờ giữ xe. Úi ta. Chứ còn con gái bác đâu ngon gì. Gái tao bán cơm mắc mới gì tới mày. Bán cơm mà bán tàn quốc. Bán cơm sườn á. Cơm sườn mà đắt tới nỗi mà hai nhỏ đứng nướng sườn không nhìn thấy mặt nhau đúng không? Đúng. Đó. Nhỏ nướng sườn nè. Đứng sườn mà không bao giờ ai nhìn thấy mặt đó đó. Mày điên coi ai chủ mày đi nướng sườn. Trời đất ơi. Ai chủ mà đi nướng sườn con, đúng không? Chính vì không bao giờ ai thấy mặt cho nên mới dám nổ nói là chủ. Xấu xạo hả? Con nói ba nghe coi con phải chủ không? Nói má nghe đi, con phải chủ không? Con hồi đó cũng định làm chủ mà nó có một số cái biến động. Con hả? Mẹ con phải chủ không? Dạ con không phải. Chứ mày làm gì? Mày đừng nói là đích thị mày là cái con nướng sườn. Dạ đích thị đó luôn á ba. Mày giữ xe thôi hả? Dạ. Không được tới nặng mụn nữa. Con xin lỗi má. Con tại vì hồi xưa con cũng nói là con định lên Sài Gòn con làm ăn. Nhưng mà lên đó rồi cái con bị bạn bè dụ dỗ mê chơi quá nên mới ra nông nổi này. Mày mới lên đây đứng thì để con quỳ dưới này. Đó, trời ơi, con tao bằng áo đầm đó rồi mày chuột đi. Mày ngồi im đó đi, mày xa lắm tao ra. Tại sao kỳ vậy Đức? Mày ở trên chảnh gần một chục năm trời. Tại sao mày thất bại mày không về với má? Tại vì ngày xưa dứt áo ra đi, ngày nay nghèo mạt lấy chi dám về. Thơ bà nội mày chứ thơ. Ôi da, bây trời giờ, ơi. Thôi xin lỗi liền chúng con. Ai da. Còn mày nữa lắm. Dạ. Ba dạy mày sao? Con người đầu tiên là phải trung thực đúng không con? Dạ. Đúng không? Lên Sài Gòn làm được thôi về nấu ba nghe. Má cái mớ đâu đi dối trá đi tao đi nổ hết nguyên cái xóm này. Con thất bại á. Con muốn về lắm. Nhưng mà con sợ ba nhục. Xin lỗi ba. Đâu phải gì. Mày sợ tao nhục. Mày giấu.
Tao đi nổ giờ mới nhục nè. Bà Hương hả? Sao hai mình nổ quá mà con mình không có ra cái thứ gì hết trơn vậy bà? Nổ cái gì mà nổ? Thì nó nói tôi là nó làm giám đốc công ty ở trển. Tôi nói thiệt chứ bộ, ở lúc tôi nghe tôi cũng suy sụp chứ bộ, tôi sống được sao? Ông tưởng tôi cũng suy sụp hả? Hương, ông có làm gì làm, ông cũng là một người đàn ông. Còn tôi là phụ nữ, tôi ở vậy mấy chục năm nuôi nó, 10 năm nay nó có về đâu. Sao tọa độ bà trôi dần vậy? Trôi cái gì? Nhục nhã chứ sao ông nhục nhã ông? Hương, ông nghĩ đi. Mấy chục năm nếu tôi với ông ráp vô ông bộ là giờ nó khác rồi. Cũng vì tụi nó yêu nhau, tôi mới không dám ráp vô với ông, để mình còn ngồi xuôi với nhau, rồi dẫn nhau lên Sài Gòn. Thất bại thì về kiếm cha mẹ. Một ngày mày ăn được mấy chén cơm? Mày ăn được 3 chén cơm hả? Mẹ con mỗi người sớt nửa chén mà ở chở anh chi. Rồi 10 năm bây giờ mày tàn tạ hả? Có kìa, người thấy ghê không? Biết ghê rồi đừng có nhấn mạnh vô nữa. Tôi nói thiệt, mình không vì nể hai đứa nó có tình cảm với nhau, mình đâu có chờ tới giờ. Tưởng là nó tới với nhau rồi nó lên nó chia tay nó cũng nói gì mình. Chứ tôi mà biết mà ra cái trong nông nổi này là hồi xưa tôi nhai bà rồi. Mà tụi bay cũng kỳ nữa, tụi bay lên trển 10 năm, 5 năm sau tụi bay chia tay thì cũng phải báo cho tụi tao biết. Ít nhất là 5 năm sau tao còn hốt được ổng. Trời đất ơi, để 10 năm trời con cái gì mà kỳ cục à? Bây giờ cũng đâu có muộn đâu Hương. Cái gì mà cái giò mà ông kéo như cái tay vậy ông nội? Bà đi đâu? Lên trên đó xa xôi, lại đây bên anh. Thì nói em còn yêu anh em mới lại định bên anh. Đó, cái ghê quá à. Bà, má, tụi sao? Con lỡ rồi, tụi con sai lầm, bữa nay con quay về rồi con nghe ba má rồi. Cái gì má mới nói gì? Bác với má. Ba má nói y chang vậy cho tao. Thì tụi con cũng lỡ rồi. Ê, vậy là ông chịu rồi kìa. Ủa? Ông chịu, ông chịu. Ông chịu. Trời ơi, tôi tưởng tôi định rồi bệnh hiến thân để tôi hốt nhỏ con dâu. Rồi bây giờ khỏi hiến thân mà cũng được nhỏ con dâu ngon lành. Dạ, cho tụi con quay lại với nhau nha. Quỷ sứ à. Nói nghe nè, bây giờ lỡ rồi, nghèo thì mình sống theo nghèo. Tết năm nay mẹ con mình gói dài cái bánh tét, ha, xấu cũng được. Dạ. Tao gói bên đây gói dài cái bánh chân. Ê, dạ. Bên đây bước qua, bên kia bước lại, ha. Cái mừng gì mừng luôn. Dạ. Thật sự ra cũng không có tiền về quê, nhưng mà nhờ có chương trình là giúp đỡ lao động nghèo về quê ăn Tết, cho nên cũng có món quà để tặng cho má. Bộ bà ba. Dạ. Đẹp má. Đây đây đây, con có món quà con tặng ba nữa nè. Vậy là sao? Lộn, cái này là tặng này. Nhỏ cháu, quên. Dạ. Tao hết hồn. Tưởng mày xích khỉ. Tao tưởng mày đưa tao cái sai hú hồn. Cái gì? Cái gì mà hai bộ giống nhau y chang con? Dạ, tại bà vì chung một chương trình giúp đỡ lao động nghèo về quê ăn Tết cho nên giống nhau. Dạ, bà. Cái tôi với ông á là hai đứa mình mà Tết bằng hai bộ đồ đỏ, người Việt mình khoái đỏ đỏ. Dạ. Giống hai cái bao lì xì. Đó. Còn hôi xuất hiện nhìn tưởng ông Tài với ông Thổ Địa cũng ngon lành. Dạ. Anh cho anh Tết là kính chúc quý bà con cũng như gia đình tôi có rau rau, có mắm mắm, gia đình đoàn tụ sum bày hạnh phúc yêu thương.